Vâng, lớp Pretender, và cũng lâu lâu Hiếu mới lại chơi lại bài này. Như các bạn thấy đấy, là một cái âm thanh của cái U1H rất điển hình, vâng, rất điển hình, rất vừa phải. Hiếu có thể nói là thích cây đàn này, và Hiếu nghĩ rằng là với các em nhỏ mới học đàn, Hiếu vẫn luôn nhấn mạnh rằng là nếu chúng ta sử dụng tầm tiền xung quanh 45 triệu thì U1H là một trong những lựa chọn hàng đầu đấy, bởi vì cái tính kiểm soát của cây đàn dễ, hình thức đẹp, xinh xắn, hợp với các con nhỏ đấy, và không gian âm thanh cũng vừa đủ đó. Đấy là trông nó rất đáng yêu, và Hiếu đã từng để trong phòng làm việc của mình cây U1H rất là lâu đấy, trong những cái giai đoạn đầu trước đây mình hành nghề đấy, khi làm nghề là mình để cái U1H mình dùng để dạy học rất là nhiều và rất lâu trong phòng làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từng âm một của cây đàn này. Rất hoàn hảo, vâng, Hiếu thích cái đàn này. Vâng, bây giờ chúng ta xem cận cảnh cái chữ Yamaha. Đấy, cái giá nha. Chúng ta cùng xem phần phía dưới cái đàn. Đó, ba cái đàn. Rất đẹp. Wow. Rồi, các bạn nhìn thấy bên trong này, đấy, cái đầu dây này. Đấy, dây này. Đó. Rất là ổn đúng không các bạn? Rồi. Rất là ổn như thế này. Đấy. Wow. Chúng ta cùng xem cái đầu hồi này. Đấy, U1H thì U1 thì nó cao 1m21 các bạn nhé. Đấy, nó xinh xinh như thế này. Đấy, đặt trong các cái phòng cá nhân của các bạn học đàn thì rất là vừa. Đấy. Cái nắp này. Đấy, các bạn thấy cái đốt dài này mà nó ít bị dơ long bên trong. À, như đôi khi chỉ cái lõi này nó rơi một chút là tạo nên cái tiếng rè. À, theo đấy. Đấy. Đầu hồi thì rất là thanh, đúng không? Chúng ta xem lần đằng sau của cái đàn. À, bốn cột trống nha. Vâng. Đấy. Rồi, bốn cột trống này. Đấy. Rồi. Ồ, chà chà. Đó. Rất ổn đúng không các bạn? Đúng không? Bên trong này, trước hết là chúng ta phải để ý cái quả tim của cây đàn. Đó là quả tim rất chính xác, rất quan trọng, cái hàng chốt pin này. Cái chốt pin này các bạn nhìn thấy thì hầu hết là nó cảm giác nó giống nhau. Đấy, nó như nhau như thế này. Thế nhưng cái lực để nó giữ được cái dây, đấy, hay nó là cái độ chặt của cái chốt pin này thì chúng ta bằng mắt không thể nhìn được, mà chỉ có bằng các dụng cụ chuyên dụng mới thể xác định được. Như đây là những cái cây mà chốt pin nó kém rồi, nó yếu, người ta gọi là chốt pin yếu rồi, thì nó nhanh nhả dây về và các bạn sẽ nhanh phải lên dây lại, và chúng ta luôn luôn phải dùng ở trong cái tình trạng là dây nó hơi sai. Đấy là điều rất là tệ. Đấy, nên là khi mua đàn các bạn phải để ý là dùng cái mua được cây đàn có chốt pin tốt. Đấy, bên mình thì luôn luôn là đàn nó có cái kiểm định của bên Nhật thì các bạn hình dung được cái điều đấy. Và cũng như là mình là chuyên gia về lâu năm về cái vấn đề này rồi. Yamaha, là đây các bạn nghe rất là chặt nha. Chúng ta xem một cái búa này, à, rất là dày, à, cũng như cái những cái dây để bảo dưỡng lại. Trên này các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Đó. Bây giờ chúng ta xem ra dạo đầu so dây co này. Đó. Cái đàn này mình thấy nó khá là mới, theo cái năm sản xuất thì một cái đàn còn được giữ được như thế này là rất là tuyệt vời, đấy, rất là mới như thế này. Đấy. Vâng, rất là tốt các bạn ạ. Vâng. Cái đàn này đã được đánh giá như thế nào? Chúng ta cùng xem. Vâng. Hiếu một lần nữa Hiếu chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy soi từ đây lên đây. Và giữa này là có chữ copy grade paper. Và copy grade paper là được in chìm ở trong này. Đấy, và cây đàn này hình thức khá đẹp, được đánh giá là body B cộng, body B động B cộng, Kia pin A action B cộng và 6A, và body B cộng Kia pin A action B cộng và 6A. Cây đàn sản xuất năm 1977 tại Nhật. Và các bạn chú ý nhé, số năm 1977 tại Nhật đấy, và cái đàn này đánh giá như thế này, rất đáng yêu và rất đáng để quan tâm.